Tao sẽ tiếp tục với lại cái bài giảng về motion control. Trước đây, bài giảng trước chúng ta đã nói về các cái phần mềm và cứng của cái hệ thống điều khiển vị trí. Hiện nay ta sẽ có cái bài giảng về cái hệ thống điều khiển bằng motion control bằng PLC. PLC được lập nên từ các cái microcontroller nhưng mà nó có cái khác cái gì là nó sẽ là adapt với cái industrial. Tức là nó có thể đáp ứng được những cái chuẩn, ví dụ như cái tính reliable, có thể đáp ứng những cái tính như là reliability, tính độ tin cậy này. Easy to do. À, cái này thì chắc anh biết rồi. Do đó là với PLC thì người ta có cái CPU thì người ta sẽ thêm vào các cái special module. Các special module này thì không phải PLC nào cũng có. Nhiều dòng là nó sẽ có cái special luôn, này là tùy vào cái chức năng mà cái hãng PLC sẽ bán cho, ví dụ như module về AD tức là analog to digital, rồi DA, rồi từ trong đó cái module về motion control là được các hãng cũng được phát triển. Thì các hãng đều có cái PLC có motion control, nó ví dụ như hãng Mitsubishi thì các dòng đều có cái PLC nó. Thì ở đây là mình sẽ lấy một hãng ra là hãng Mitsubishi, lấy hãng ra để mình nói. Ta sẽ có cái positional control về basic này. Chúng ta sẽ nói về cái UC và cái module của UC của Mitsubishi. Tuy nhiên là các cái loại module khác của các hãng khác, ví dụ như Siemens PC của Hitachi, thì các hãng khác đều có cái cấu trúc tương tự. Thì nói một chút về cái PC, tức là PC là cái xuất hiện từ năm 1960, thì tới hôm nay đã trải dài 50 năm rồi. Thì bắt đầu là nó cải tiến từ các cái MC, tức là các cái MOS, cái micro. Thì cái sự phát triển của nó là nó từ từ nó phát triển có tính là systematic, có tính hệ thống này, có cái ngôn ngữ lập trình là cái programming. Rồi mình lấy
cái protein language thì nó rất tức là cái thời mà lập trình cái MC này á, còn cái thập niên 60 này, cái lập trình nó gồm nghĩa là assembly. Thì cái ngôn ngữ assembly này nó dành cho những cái kỹ sư là từ CS, kỹ sư về computer science. Các anh nhớ là Bill Gates là một kỹ sư của cái computer science Harvard, thì ổng phát minh ra cái máy tính đầu tiên, cái máy tính cá nhân trên bề mặt MS-DOS, rồi thì ổng rồi trên đó có computer science là của đó có các những nhà phát minh của cái hệ máy tính cá nhân thì dựa trên cái con chip đi điều khiển 8001 của Intel. Đó có Bill Gates, có Steve Jobs nè, có một người bạn là kỹ sư công nghệ thông tin, là cái người mà đóng vai trò kỹ thuật của hãng Apple là ông Paul Allen. Thì nói chung là những cái ngôn ngữ để lập trình ra ngôn ngữ này thì dựa trên assembly, thì cái này á, nếu như những nhà máy mà muốn sử dụng cái microcontroller thì vào trong cái công việc chế tạo máy móc thì phải thuê thêm ngôn ngữ này. Trong khi đó là những kỹ sư cơ khí thì họ có thể biết về điện nhưng họ không biết lập trình, do đó là cái phần nhân viên của sự người ta mới tạo ra, giống như là chúng ta có tạo ra một cái layer, một cái virtual virtual machine. Cái virtual machine này nó sẽ phục vụ cho cái việc là làm thân thiện cái ngôn ngữ lập trình. Thì đây mình có ngôn ngữ lập trình của các kỹ sư cơ khí trên cơ engineer. Thì mỗi một cái gì thì thân thuộc với những người trình như là SFC này, tức là sequential control, là mỗi lập trình ladder. Thì cho tới ngày hôm nay, tới ngày hôm nay tức là POC, là có các ngôn ngữ lập trình rất tiện dụng như SFC, rồi Ladder. Thì bên đây nó có cái nhóm của Computer Science. Thì Computer Science thì những cái programming language từ cái Fortran. Theo cái sự phát triển này thì cái ngôn ngữ SFC, ngôn ngữ Ladder này nó bộc lộ cái tính, tức là cái chương trình càng ngày càng mở rộng, càng ngày càng mở rộng, hệ thống càng ngày càng phức tạp, càng ngày càng phức tạp.
thì những cái chương trình này càng ngày nó càng có càng khó vì được bắt bằng cái ngôn ngữ này. Do đó là ở đây cái trong khi đó theo sự phát triển này thì nó có cái ngôn ngữ trung cấp cao, ví dụ như là C sharp. Thì ngôn ngữ trong số sau thì càng ngày nó càng tiện dụng, ví dụ người ta càng quen thuộc với nó như Python. Thực ra những cái này như tiết hôm trước mình có nói, tức là cái này chẳng qua là cái gì, chẳng qua là cái gọi là virtual machine mà thôi. Thì do đó là ở đây đầu người ta mới bắt đầu là nhìn thấy cái sự tiện dụng này, do đó người ta tiến thêm một bước nữa là người ta mà cũng từ cái hệ PC người ta chuyển qua dùng là IPC, nghĩa là Industrial PC. Thì cái Industrial PC ngoài ra là sự phát triển cho hệ thống càng ngày càng mạnh mẽ, và các cái máy móc đã tích hợp những cái chương trình như là trí tuệ nhân tạo và cái khả năng xử lý dữ liệu lớn, và đó là nó đòi hỏi nó mạnh hơn chứ không phải là những cái hệ thống micro controller nữa. Thì cái xu hướng hiện tại của chúng ta là dùng cái này, tức là dùng cái Industrial PC. Ở đây chúng ta sẽ bắt chúng ta sẽ bắt đầu từ những hệ thống cơ bản nhất, tức là thứ nhất là về cái hệ thống positioning control, các cơ cấu cho hệ thống positioning, các cái phương pháp điều khiển vị trí. Thì cái positioning control thì như chúng ta đã biết là nó sẽ bắt đầu với cái điều khiển tốc độ và độ chính xác của nó. Về các cơ cấu chức năng như mình đã nhắc đi nhắc lại. Thì ở đây mình có cái throwback, tức là ví dụ ngắn gọn về các cấp độ hệ thống vị trí. Thì hệ thống điều khiển vị trí thì nó không chỉ có cơ, ví dụ như là mình có thể ở đây ví dụ như hệ thống điều khiển vị trí dùng khí nén. Khí nén có thể điều khiển vị trí được không? Khí nén thì là một cái lưu chất là nén được, do đó là khi mà nó sẽ không đạt được cái độ chính xác vị trí, tại vì khi cái xi lanh nó dừng lại, lưu chất này nó nén được, do đó là cái độ chính xác, ví dụ mình đòi hỏi những cái độ phân giải cao và độ chính xác cao thì nó không đáp ứng được. Sau đó là mình tới cái tức là khí nén thì do là cái áp suất khí nó còn không có, nó bị giới hạn, nên đó là cái hai trọt của nó không có available. Bật khí nén thì như cái van cái xi lanh khí nén ở đây là nó chỉ có 2 triệu thôi, nhưng mà bơm khí vô thì khi mình giả sử mình khóa hai đường khí này lại thì nó sẽ dừng lại. Tuy nhiên khi khóa hai đường khí này nó dừng lại thì nó do cái quán tính và con nếm được, nó sẽ không dừng lại cái vị trí, nó sẽ đổi sang vị trí nó kém, và do đó là nó có cái multiple positioning là khó để trước. Thì những cái cơ cấu về khí nén, có cấu về servo khí nén và những cái cơ cấu về servo, về khí nén, rồi về thì chúng ta sẽ cũng có được cái độ chính xác. Nói chung là càng ngày thì người ta cố gắng cải thiện cái hệ thống khí nén này, nó được cái là tiện và nhanh, nhưng mà cái độ chính xác kém thì người ta cố gắng cải thiện độ chính xác về vị trí của nó.
Nhưng hiện giờ thì cái cơ cấu về điện nó đã tương đối là nhỏ gọn rồi. Cái phương pháp thứ hai là dùng cái motor có khánh, phương pháp mình phân tích rồi và mình không thể nào mà dừng lại chỉ xác định được. KEB's P1 permanent magnet brakes provide power-off braking. The brakes provide best-in-class torque density and are preferred when space is a constraint. And because the brakes have zero backlash, they are commonly used in servo motor and robotic applications. Features like clamping hubs or special connectors can be designed as needed for the application. This video describes how KEB's permanent magnet brakes work. A magnet housing contains an electromagnet coil and powerful rare earth neodymium permanent magnets. Without power, the permanent magnets create a magnetic field which deflects a flat spring and pulls an armature into the magnet surface. The metal-on-metal contact creates a brake torque. Since the armature is connected to the hub with a riveted connection, the shaft is locked with zero backlash. When the electromagnet is powered with DC voltage, an electromagnetic force is created which opposes and negates the force created by the permanent magnets. In the absence of a magnetic circuit, the flat spring pulls the armature back to the hub. With a small air gap between the magnet and the armature, the shaft is free to rotate. Đó là cái thắng thì đây là mình có cái thắng và ví dụ như mình sử dụng một cái thực ra thì cái động cơ servo á thì như mình nói là nó có mình thì ở đây là chúng ta có một cái công nghệ gọi là công nghệ thắng, tức là crack, đúng không? Ngoài ra nó có một công nghệ khác thắng thì nó sẽ trượt, đúng không? Ngoài ra nó có một cái công nghệ khác là nó phối hợp giữa cái gọi là cái phối công nghệ hơi quá cái cách phối hợp giữa cái ly hợp và cái hợp giảm tốc. Thì tại sao khối hợp được cái gì hợp bằng giảm tốc thì nó cũng dừng lại, nó cũng có thể dừng lại những cái vị trí xác định. Thì cấp này nó tương đối là rẻ tiền đó. Mà ví dụ như đây là cái dây chuyền này thì ở đây nó cái liệu nó bắt đầu nó chảy xuống này. Tức là ở đây có cảm biến nó bắt được cái này thì khi mà này nó bắt được thì ở đây có mấy ông làm biến biến tầng đó. Đây vừa làm thang máy thì nó cũng dùng cái cách này, tức là dùng cái bộ ly hợp thì nó mới dừng được cái cách này thì nó mới dừng được cái tầng
cái mà nó dừng lại đúng được cái tầng mà cái giá thành của nó cũng tương đối là dễ dễ chịu. Thì ở đây nó cũng hai cái cách điều khiển nó cũng giống như giữa cái thang máy và cái ví dụ này, thì nó cũng gần gần giống nhau. Cái thang máy là nó cũng ví dụ là nó cũng dừng thành từng điểm, tức là những cái điểm này không cần liên tục mà nó rời rạc, đúng không? Thì ví dụ đây cái cảm biến, giả sử như thang máy nó cũng có cảm biến này, nó được cái lò thì bắt đầu là động cơ phải dừng lại để cho cái phễu cấp điện chạy xuống, đúng không? Đây là cái optical sensor. Thì ở đây cái motor của mình nó, nếu mình dùng cái thắng là nó cứ làm sao cứ chạy dừng chạy dừng chạy dừng, như vậy là cái motor nó sẽ hư, mà có khi nó dừng không được luôn, tại vì cái motor đó là nó sẽ có được cái, nó sẽ có một cái gì, nó có cái thời gian khởi động, sau đó nó mới về cái tốc độ ổn định. Giờ tưởng tượng là nó khởi động đang tốc độ ổn định, thắng dừng lại, sau đó nó lại tiếp tục khởi động và ổn định. Thì khi khởi động, cứ mỗi lần khởi động như thế này thì cái cường độ điện nó là cao, tức là về hiệu quả năng lượng nó có, và về tuổi thọ động cơ nó sẽ giảm. Em anh mấy anh tưởng tượng như là cái thang máy đó, cái động cơ nó cứ tới tầng nó chạy được tầng, cái bắt đầu dừng tắt năng, tắt động cơ dừng, đúng không? Rồi khi tắt rồi bắt đầu xong rồi nó chạy lại chẳng hạn. Thì ở đây á là chúng ta có, ở đây là sẽ phối hợp một cái này là cái ly hợp. Cái ly hợp nó khác với lại cái thắng, nghĩa là gì? Ly hợp nó sẽ đóng hai cái má này, tức là khi nó nối nó tác động vào thì trục bên đây với trục bên đây nó sẽ nối lại, thì nó phối hợp với lại cái hợp vận tốc. Tại sao phối hợp vận tốc thì nó lại thắng được? Là ở đây ví dụ như cái động cơ mà mình vẫn cho nó chạy, vẫn lúc nào cũng cho nó chạy, nhưng mà mình nhắc cái ly hợp này ra thì cái trục khi nhắc ra đó là cái chuyển động nó không từ đây qua đây được. Ở đây á là cái đây là hộp tốc, thì đầu vào tốc độ omega ở đây á, là nhân mà cái omega 2 ở đây là chậm, mà thì chậm ở đây là cái mô măng tô ở tô 2, thì mô măng tô 2 nó lớn hơn mô măng tô 1 rất nhiều lần. Do đó là nếu như mà anh thử dùng tay mà anh quay cái đầu này thì đầu này nó chuyển động, nhưng mà ngược lại là nó không chuyển động, nó cần cái mô men khởi động lớn, đúng không nào? Thì cái khi mà động cơ nó ngắt ly hợp ra thì cái băng tải ở đây nó vẫn còn động năng, tuy nhiên nó tuy là vẫn còn động năng, nhưng mô men nó không đủ để nó khởi động ngược lại đó, do đó là bắt buộc nó phải dừng. Vậy thì năng lượng nó sẽ biến đi đâu? Năng lượng nó sẽ biến từ động năng và cái va chạm nhiệt năng ở trong cái hộp vận tốc này. Thì do đó là cái hộp, nhưng mà hộp tốc này thì nó cái vật liệu thép rồi, thì nó sẽ bị va đập đó, nhưng mà nó sẽ chịu được, đúng không? Chỉ riêng nó sẽ có một cái tuổi tuổi thọ. Thì cái cách này là nó tương đối rẻ tiền, thay vì là mình dùng cái động cơ servo có công suất lớn, giờ thì mình dùng cái phối hợp dùng một động cơ ba pha, một ly hợp, một hộp số, mà giảm đi giá thành. Tưởng tượng mua thang máy mà dùng động cơ servo mà kéo mười mấy tấn thì chắc thì là chịu không nổi tiền đó. Thì đây là cái mình có cái ly hợp. Electromagnetic brakes. The majority of electromagnetic brakes use a single plate friction surface to slow or stop motion. Although there are multiple disc designs, all function in a similar manner. Electromagnetic brakes can be found in almost any application that requires the holding or stopping of rotary motion. Typical applications are packaging and food processing machinery, medical equipment, servo motors and robotics, and elevators and escalators.
The key components of the brake are field coil, armature, and hub. Electromagnetic brakes operate via an electric actuation, but produce torque mechanically. When voltage or current is applied to the brake, the coil becomes an electromagnet and produces magnetic lines of flux. This flux travels through the small air gap between the field coil and the armature, magnetically pulling the armature against the hub and creating a holding force. When the brake is fully engaged, torque transfer is 100% efficient as there is no relative slip. When current or voltage is removed from the brake, springs hold the armature away from the hub surface, creating a small air gap. In most mobile or outdoor applications, friction material is not used. However, in most industrial applications, friction material is used to help slow down the wear in a clutch or brake. The friction material is flush with the steel poles. The single friction plate design allows for a very fast response, so the brakes are very well suited for high cycle applications. Thì cái phương pháp mà sử dụng cái clutch thì nó giảm được giá thành. Tuy nhiên là ví dụ như mình muốn áp dụng cái phương pháp điều khiển đó mà cho những cái ứng dụng như là CNC robot là không được, tại vì là cái khoảng cách chạy dừng nó quá ngắn thì không thể nào, tức là nó dùng cho những trường hợp là cái từ định nó chạy duy nhất quãng, nhưng mà cái điểm nhắc của nó là không được quá dài, đúng không? Thì chúng ta có cái điều khiển vị trí bằng stepping này, rồi sau đó là DC servo này, rồi sau đó là mình có thể sử dụng cái biến tần. Thì biến tần với lại cái brake có thể được phối hợp, và ở đây là mình sẽ phối hợp giữa biến tần với brake bằng cách nào. Và biến tần nó sẽ ví dụ như ở đây mình có thể chia biến tần ra những cái, giả sử như mình muốn dừng ngay lại cái vị trí này, thì biến tần cái đặc tính của động cơ là mình chạy từ A chạy tới B. Cái đặc tính của cái động cơ ba pha nó không phải như động cơ như mình giới thiệu lúc trước, là đặc tính của ba pha là nó không phải như động cơ servo, rồi nó cũng không phải như là động cơ servo vị trí, nó cũng không phải, nó không có được cái kính như cái động cơ DC động cơ DC brushless. Tuy nhiên ở đây mình có thể sử dụng giải pháp nó thay thế, nó không cần, ví dụ như ở đây là cái xe nâng hàng thì cái điểm chạy dừng của cái này là nó sát hơn, nó chạy dừng sát hơn, nhưng mà nó cũng không đòi hỏi cái độ sát vị trí cao. Thì ở đây là mình có thể kết hợp cái động cơ này với lại một cái động cơ ba pha với cái encoder. Và ở đây là mình, bởi vì cái biến tần này, cái inverter này có thể điều khiển cái tốc độ động cơ nó nhiều cấp dễ dàng, thì do đó là ở đây mình có thể bắt chước cái vòng điều khiển của động cơ servo bằng cách là ở đây nó đang chạy tốc độ cao, mình muốn dừng mình chuyển nó xuống tốc độ thấp bằng cách là mình giảm cái tần số của điều khiển. Thì cái phương pháp này nó vẫn vướng ở chỗ là gì, là cái động cơ này nó vẫn lúc mà khởi động nó vẫn cần cái dòng lớn,
tại vì nó là động cơ cảm ứng mà. Tuy nhiên là giải pháp này nếu như mà cái tải nó không quá cao thì đây vẫn là giải pháp nó tiết kiệm cái chi phí hơn so với dùng động cơ servo. Cuối cùng thì mình có cái động cơ servo setup. Rồi thì ở đây thì mình ở đây là mình sẽ một phương pháp đây là mình sẽ tập trung vào cái positioning và sử dụng cái động cơ servo và sử dụng điều khiển cơ chế servo. Thì những cái phương pháp thay thế mà mình trình bày phía trước, bây giờ mình đang tập trung vào cái cơ chế servo này thôi. Thì cái phương pháp mà có các cái phương pháp để mình control. Ở đây ví dụ như là mình dùng cái động cơ cảm ứng nè, rồi mình chia ra hai cấp tốc độ nè, đúng không? Rồi mình sử dụng hai cái limit switch, rồi cái sử dụng cái limit switch, một cái là high switch, cái low switch. Thì close, khi mà nó chạm cái này close switch thì khi cái phương pháp vị trí, cái phương pháp điều khiển của mình ở đây là nó giảm được cái động này cách dễ dàng so với dừng lại, đúng không? Thì nó sẽ giảm thiểu được cái sơ số này. Thì nếu như mấy em biết là ở trong cái ngành nghề của mình nó có những cái robot, robot là cái máy ở đây là có nếu như em nhớ là lúc mà tôi ra trường ngày 2 thì cái ngành lúc đó, cái ngành nhựa là cái ngành lúc đó ra trường là cái ngành nhựa, cái ngành sản xuất nhựa, nhà máy nhựa, sản xuất khuôn mẫu rồi nọ là những cái ngành mà nó
cái ngành nhựa là cái ngành mà lúc đó là hái ra tiền, đúng không? Thì tôi á là tôi lúc đó là tôi mới ra trường, ở lại trường có những cái thiết bị như là biến áp tầng và chưa biết dùng nhiều đâu, đúng không? Thì có những cái robot mà ép nhựa. Có những cái robot mà nó gấp cái đôi những sản phẩm nhựa, tại vì sản phẩm nó móng lên móng, nó gấp cái này khỏi cái mép nhựa. Tôi mới có những trong đó có những cái biến tầng, những tầng nó cực lạ, tức là nó không phải là cái biến tầng đó là những cái hãng nó máy ép nhựa Đài Loan, mà mấy anh biết là Đài Loan là một quốc gia mà sản xuất là máy cái họ sản xuất máy ép nhựa nè, lúc đó Trung Quốc là không là gì cả, Đài Loan mới là số 1 trong những ngành công nghiệp đó. Sau này Đài Loan không cạnh tranh nổi với Trung Quốc về cái máy ép nhựa nữa, tại vì Trung Quốc làm giá quá rẻ. Nó quá rẻ là do là nhà nước Trung Quốc là sử dụng nhân công giá rẻ, sử dụng nhân công giá rẻ, sử dụng chính sách bảo hộ này, do đó là Đài Loan không cạnh tranh nổi. Những cái máy ép nhựa Đài Loan nó mới mất hẳn, theo đó là mấy máy ép nhựa máy ép nhựa đó. Thì máy ép nhựa Đài Loan, thì Đài Loan nó tổ chức được chuỗi cung ứng luôn, thì trong đó nó có sản họ sản xuất máy ép nhựa, sản xuất cái máy nghiền nhựa, sản xuất cái tay máy để gấp nhựa ra luôn. Thì cái hãng mà sản xuất cái tay máy để gấp những cái sản phẩm nhựa hiện giờ nó vẫn còn, nhưng mà cái máy ép nhựa, cái hãng mà sản xuất máy ép nhựa của Đài Loan bây giờ nó không còn, thì nó không cạnh tranh với Trung Quốc. Mà hãng sản xuất cái tay máy thì cũng còn, thì cái tay máy đó nó sẽ gấp, họ cung cấp giải pháp này từ việc xong cái nhựa rồi mới gấp, có cái robot kéo cái trên gấp xuống thả ra đó. Thì cái việc mà gấp cái sản phẩm từ bên ngoài thả ra đó, thì nó không cần cái độ chính xác cao, tại vì cái tay gấp thì gấp cái nhựa nó cứng rồi, cái nó gấp nhanh, gấp như là 1-2 mm thì ok. Do đó là mà tại đó là cái hãng Đài Loan họ tối thiểu hóa cái chi phí sản xuất của họ, thì họ mới sản xuất những cái bo biến biến tầng. Đấy, thì cái bo tự sản xuất những cái bo biến tầng của Đài Loan luôn, mà họ gắn lên trên đó. Thì không ai, cái bo đó rất là lạ, không có hư, không có linh kiện thay thế. Thì tại đó những cái xác máy đó thì phải về là phải gỡ cái bo của cái biến tầng đó ra, thay thế bằng những cái biến tầng khác. Thì đó là công việc ngày xưa, tôi nhớ là công việc đó cũng tạo những cái thu nhập rất là tốt. Thì cho tới bây giờ thì những cái hãng tay máy ép nhựa của Đài Loan thì nó không còn dùng cái biến tầng nữa, mà nó chuyển qua nó dùng servo hết rồi, hãng đó nó không còn. Cái một cái phương pháp cho chế độ là điều khiển vị trí dựa vào cái speed control, tức là điều khiển tốc độ, thì mình có thể thay thế cái limit speed bằng cách là sử dụng các cái encoder. Thì cái thay cho cái limit speed thì mình nếu mà sử dụng cái pulse, thì cái speed này nó cái tốc độ này nó có thể thay đổi stop
thì cái phương pháp là cái phương pháp là cái này nó linh động hơn so với limit switch. Cái limit switch ví dụ như là mình muốn thay đổi cái vị trí là mình bây giờ cần tắt cái đi phải khoan lại cơ khí, trong khi là cái phương pháp nó dùng tiếng tầng với lại cái inverter linh động hơn. Tuy nhiên là ở đây cái phương pháp cái biến tần thì ở đây là cái độ dốc này, cái độ dốc của điều khiển vị trí ở đây là rất là khó để mà chúng ta điều khiển được. Thì do đó thì ở đây người ta mới chuyển qua, thì người ta sẽ ta bắt buộc là phải dùng, phải như nói là phải phải điều khiển được cái độ dốc này thì mới khống chế được hoàn toàn cái sai số. Như đó là ta mới dùng qua cái phương pháp là dùng cái solar amplifier. Thì ở đây nó có cái ứng dụng nó gọi là single axis. Thì hiện giờ mấy cái bộ BUC của chúng ta là họ đã tích hợp, kể cả của Siemens này, của Mitsubishi thì họ đã tích hợp các cái bộ phát xung ngoài, tức là đối với lại solar. Ở đây nó sẽ giải pháp là gì, họ sẽ dùng một cái bộ solar amplifier, đúng không? Ta sẽ phát xung ra. Thì ở đây tín hiệu xung của chúng ta nó sẽ bao gồm là gì? Là number và frequency. Thì number đó là biểu diễn cho là gì? Là cái số. Ở đây là mình sẽ so sánh giữa cái number, ở đây nó trong cái area nó có một cái tỷ số nó gọi là ele. Yeah. Tức là tỷ số gọi là tỷ số truyền điện tử. Thì ở đây cái tỷ số truyền điện tử này, ví dụ như mình lấy ví dụ nha, một hai là một ha, thì có nghĩa là một xung của cái tín hiệu inverter đầu vào, tín hiệu xung đầu vào phát ra từ VCC thì nó sẽ tương ứng là hai cái xung của inverter. Ví dụ nó khi mình hoặc là 2120, có nghĩa là một xung đầu vào, thì ở đây là cái số amplifier nó biết là đây đếm một xung đầu vào thì nó sẽ đếm là tương ứng là cái động cơ nó phải quay được 20 xung của inverter đây. Rồi còn cái frequency mà chúng ta, tức là cái number, tức là nó sẽ tương ứng như là cái hành trình của cái VC, của cái số. Còn cái frequency đây nó sẽ tương ứng với lại cái, nó sẽ tương ứng với lại cái number của cái, tức là nó sẽ đứng cái tốc độ mà cái động cơ nó phải chạy. Do đó là ở đây nếu như mà mình sử dụng cái chế độ nó gọi là standard, chế độ điều khiển vị trí ở đây, ví dụ đây là cái phần mà mình muốn muốn chạy, thì cái tốc độ này, cái tốc độ mà mình muốn chạy ở đây, mình sẽ suy ra được gì, suy ra được cái tần số phát xung đó này. Còn cái piston này mình sẽ suy ra được cái gì, từ cái piston này mình sẽ suy ra được là cái nó sẽ có hai thành phần ở đây để mình xét, tức là nó suy ra được cái number của số xung. Cái số xung thì cái số xung này, cái number của số xung này nó sẽ cũng phụ thuộc vào cái electronic gears, tức là cái tỷ số truyền điện tử ở ở trong trong cái driver ở đây á, thì sẽ đặt ra câu hỏi là cái tỷ số truyền điện tử giữa một một với lại 120 thì nó có khác nhau không, nó sẽ ảnh hưởng cái gì.
đây là chúng ta có cái tỷ số quyền là 1:1 và 1:20 nó sẽ khác nhau chỗ này. Tức là 1:1 có nghĩa là một xung đầu vào. Ở đây thì nó phải quay được một xung đầu vào. Có nghĩa là một còn ở đây là một xung đầu vào quay được 20 xung đầu vào. Thì ở đây bên đây là cái resolution, tức là cái độ phân giải của chúng ta ở đây là giữa 1:1 và nó cao hơn 1:2. Thì để mà nó do là một xung này nó quay mình, ví dụ như ở đây là cái encoder của chúng ta là 4.000 xung vòng, thì để nó quay một vòng là chúng ta phải phát từ cái VC nó phát qua đây là 4.000 xung, đúng không? Thì để được cái độ phân giải cao thì cái số xung nó phải cao. Độ phân giải cao thì cái số lượng xung nó phải cao và cái tần số phát xung nó phải cao hơn nữa. Thì nó sẽ do đó là nó sẽ tốn kém về chi phí và cái này là cái kinh nghiệm của cái thiết kế và cái bộ điều khiển vị trí ở đây là gì, là mình không nên là mình phải xác định đúng như cái độ phân giải mà mình cần, tức là độ phân giải có nghĩa là cái độ chính xác mình cần, độ chính xác mình là 0.1 hay là 0.01, để mình tại vì mình phát nhiều xung rồi mình sẽ phát cái số xung có tần số cao thì nó sẽ dẫn tới vấn đề chi phí, có nghĩa là mình phải mua cái module nó có cái tần số phát xung, mua cái module có cái ví dụ giữa cái module cái VC mà nó phát xung giữa cái tần số cái phát xung của VC thì nó có cái tần số xung tối số xung tối cái tần số xung tối đa với lại cái thì nếu như mình mua cái tần số xung mỗi cái nó đều có cái tần số xung tối đa, mình nếu như mình mua mà xác định không đúng mình mua cái tần số xung quá cao thì nó sẽ nó cái lọc cái giá thành nó sẽ cao. Thứ hai cái mặt trình nó sẽ khó khăn, tức là cái số lượng cái con số nó lớn hơn thì thông tin lưu trữ nó lớn hơn. Đó. Tưởng tượng một cái động cơ, ví dụ như cái chiếc xe của mình đó, là nó để nó chạy hành trình nó cần quay là 400 vòng là nó đi một vòng đi được 2 cm, một vòng xin lỗi, một vòng đi được 2 mm, một vòng quay á nó đi được 2 mm. Bây giờ nó quay nó cần đi là 20 mm, nó cần đi là 20 mm, nó phải quay 10 vòng, nó quay 10 vòng cái khác cho nó là bao nhiêu xung, nếu như xét cái thứ gì một vòng 10 vòng ở đây là 40.000 xung, 40.000 xung thì chỗ đó là nó vượt quá một thanh vi 16 bit thôi là chỉ có 32.000. Đó là chỗ này là mình phải dùng cái thông tin là 32 bit. Mà mình đâu phải cái tiếp theo nó đó là nó đi cái hành trình như vậy chỉ có một điểm thôi, nó còn đi nhiều điểm. Giả sử một cái hành trình cái đoạn chương trình nó di chuyển là phải mấy trăm điểm, mấy trăm điểm, vậy thì là mình phải tốn mấy trăm thông tin 32 bit, vậy thì là nó đã tràn cái bộ nhớ của VC rồi. Do đó là mình phải đầu tư những cái VC khác vào bộ nhớ cao hơn. Và phân tích như vậy thì mình thấy là cái việc này giữa cái độ phân giải với lại cái nó có liên quan đến giá thành, liên quan đến kỹ thuật lập trình, chứ không phải là mình chọn càng cao độ phân giải mình cao thì càng tốt rồi.
cái phương pháp là first comment. Có phương pháp first comment này là nó sẽ khắc phục được cái điểm yếu của cái speed control. Nó bỏ qua được cái speed này, bỏ qua được cái cutting mate, cái encoder. Cái advantage thì nó sẽ có những cái advantage của cái accessible system thì chúng ta đã biết rồi, chúng ta lướt qua phần này. Thì ở đây mình giới thiệu cái phần điều khiển đơn của single axis mà hồi nãy mình vừa giới thiệu, tức là cái positioning controller là từ VLC mà nó sẽ phát ra cái command pulse. Thì ở đây là trong cái solo amplifier cái hãng sản xuất, nó sẽ đến cái cao tần, nó sẽ có cái cao tần đến này, xong là nó sẽ đưa ra tín hiệu, sau khi xử lý xong thì nó sẽ đưa ra cái, nó chuyển qua cái tín hiệu về vận tốc và thực hiện cái dòng điều khiển về vận tốc. Thì vòng điều khiển vận tốc thì như mình phân tích hôm trước là nó sẽ thực hiện chế độ, nó là cái servo tần cho đi VLDC, và đó là nó sẽ điều khiển bằng bằng xung. Điều khiển xung này nó sẽ còn vào từ tín hiệu DC sang tín hiệu AC để điều khiển theo đường DC. Mình đây là những cái ví dụ của điều khiển cái về cái xung motor chúng ta có thể cảm nhận. Thì đây là các cái nói là các phần điều khiển cái cho cái hệ thống điều khiển bằng servo motor. Thì cái thành phần này ở đây, tại sao mình phải nói này, tại vì đây á phần thấy và có cái lưu ý, đây là lý do ở đây nó sẽ có cái đây là cái ở đây là motion control của VLC. Đây là servo amplifier này. Rồi đây là servo motor này. Và đây là cái bộ phận cơ khí. Thì ở đây tối trong cái servo motor này, trong cái điều khiển vị trí chúng ta, phải lưu ý trong cái encoder của chúng ta thì trong những cái hệ thống cơ khí như robot, máy CNC, nó luôn luôn nó có cái điểm gọi là điểm zero point. Điểm zero point tức là điểm, hay là ta nói là máy CNC là nó gọi là điểm home. Home là gì? Home là nhà. Mà nhà thì không thể nào thay đổi được, đúng không? Đâu phải là bữa nay thay nhà này mai thay nhà khác. Do đó mà điểm home là cái điểm mà nó một cái hệ trục tọa độ cố định so với máy, và từ đó nó so sánh với những cái vị trí khác, cái đó rất là quan trọng. Thì nó sẽ có cái phương pháp detect gọi là zero phương pháp gọi là home return. Thì trên cái encoder này nó luôn luôn có ba pha, pha A, pha B, pha C. Z ở đây, pha Z ở đây có nghĩa là zero. Thì tí nữa thì buổi sau thì tôi sẽ giới thiệu về cái zero. Nay mình giới thiệu từng phần trước. Thì để một cái hệ thống servo hay là thì nó phải ở đây nó có, do nó cần độ chính xác về vị trí, nó có sử dụng nhiều xung, tín hiệu xung rất nhiều, đó là và ở đây nó có, ở đây cũng có sùng, đây cũng có sùng, và đó là đây đối với thống servo thì có lưu ý là nó phải có những cái hệ thống lọc nhiễu gắn vào cái lọc nhiễu thì nó sẽ hoạt động tốt hơn, đó là kinh nghiệm luôn này. Thì những cái kỹ thuật viên của Việt Nam thì hay
thì bỏ qua cái lục nhiễu này, tại vì bình thường thì nó không vấn đề, cứ không có lục nhiễu thì gắn vô vẫn chạy bình thường, tại vì mà kiểm tra vẫn chịu. Thì gắn vào nó vẫn chạy bình thường, và khi gắn vào nó vẫn chạy bình thường như vậy thì là nó sẽ thì những kỹ thuật viên của Việt Nam thì là không có cái kỹ thuật viên của Việt Nam thì họ không có cái chú ý tới cái này, nhưng mà phải để vào thì ở đây nó có nó để phát cái lệnh để đóng mở cho những cái phát lệnh đóng mở cho quá trình điều khiển vị trí có nút nhấn này, nhưng nó có cái dụng cụ gọi là name force generator. Có nghĩa là ở đây là nó để mà phát xung từ cái bộ motion control thì nó có nhiều, nó sẽ có những cái lệnh lập trình, nhưng mà đôi khi là cái người vận hành là không có máy tính nữa đó, như đó là họ có thể sử dụng những cái bộ lập trình giống như ở đây là chế độ, nó gọi là chế độ shortcut. Như đây là mình nói là ở đây là nó có những cái phương pháp để phát xung, phương pháp đầu tiên là phương pháp là PLS, là pulse direction, có nghĩa là số xung này, tần số xung này, rồi tiếp theo là sẽ có là tốc. Thì để tiếp thứ hai tiếp hôm sau mình sẽ tiếp tục cái phương pháp này. Nên mình sẽ mình dựng đây nhé.